Xin chào tất cả bà con. Xin chào tất cả bà con đang vào cùng xem livestream với đại giống trường phát trực thuộc video qua group là tối ngày hôm nay. Và theo như thường lệ thì khung giờ hàng ngày 19 giờ thứ hai thứ sáu hàng tuần thì bên em lại tiếp tục với chương trình livestream buổi tối. Và bà con đang xem và bà con tất cả bà con đang xem livestream, đầu tiên thì chúc bà con có một buổi tối vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Và bà con cũng có thời gian thì hãy vào và cùng xem livestream với em vào trang cái giống TB để xem bà con nha. Bên em đang phát livestream trên tất cả các nền tảng của trực thuộc cái giống Trường Phát, trực thuộc video qua group, nhưng mà bà con hãy vào và tương tác chính trong trang cái giống TB để bên em nhận được các comment của bà con. Nếu bà con like, bà con tương tác ở trên các cái trang khác thì em sẽ khó mà nhận được cái comment của mình ạ. Và hôm nay là ngày thứ sáu, em là Huyền, là nhân viên bán hàng, chờ là trưởng team kinh doanh khu vực miền Tây Nam của cái nhóm Trường Phát trực thuộc PVL Quang Group. Và hôm nay em lên đây để cùng gặp gỡ, chia sẻ và trò chuyện cùng với bà con của mình. Bà con của mình nếu giờ này đang rảnh thì là cùng xem livestream với em, nhớ là hãy tương tác vào trang cái giống TB bà con nha. Và hôm nay xuất hiện trong buổi livestream cùng với em thì có ở bên cạnh của em đó chính là bạn Tùng. Nhưng mà bạn Tùng sẽ giới thiệu đôi nét về bản thân mà con cùng biết đến bạn Tùng nhé. Chào mọi người, anh là Tùng, là nhân viên kinh doanh của đại lý Trường Phát. Như Tùng đã giới thiệu thì Tùng chính là nhân viên kinh doanh của cái giống Trường Phát trực thuộc PBL Group. Và như đã thông báo trước đó với bà con của mình thì các chủ đề mà được livestream vào mùa buổi tối thứ hai thứ sáu hàng tuần ở lúc 19 giờ hoặc là 19:30 thì bên em sẽ đem lại những cái chủ đề vô cùng hấp dẫn và cũng như là đem đến cho bà con những thông tin bổ ích để mà bà con của mình nắm được và sẽ giúp ích hơn cho bà con trong quá trình nuôi. Và như đã thông báo trước đó, hôm nay em và Tùng sẽ chia sẻ đến với bà con của mình khi qua chủ đề đó là cái giống Trường Phát đến tay bà con như thế nào. Để buổi livestream diễn ra thật sôi nổi và ý nghĩa, mong bà con hãy vào xem livestream và tương tác với chúng em nhé. Bà con như là con đã biết thì để mà buổi livestream nó diễn ra thật là cho suôn sẻ thì mời bà con của mình vào trang cái giống TB. Cái giống TB là con nhắc là có bao là trên phần bao có là cái giống miền Tây Nam ấy, thì trang đó thì bà con vào đó xem livestream và tương tác giúp cho em ạ. Và bà con có thắc mắc hay câu hỏi gì thì xin hãy để lại bình luận ở phía dưới livestream thì bên em sẽ giải đáp cho bà con ạ. Mỗi nút thả tim, mỗi like của bà con hay là mỗi bình luận, mỗi một lượt chia sẻ của bà con chính là động lực của cho em và Tùng để chúng em tiếp tục chương trình cũng như là để chương trình diễn ra thật là suôn sẻ và thật là nhiều thông tin bổ ích bà con nha. Để không bà con nhìn quên thì anh xin nhắc lại lịch livestream của chúng em và tên tất cả các trang thuộc TV thì vào lúc 19 giờ hoặc 19:30 vào tối thứ hai và tối thứ sáu hàng tuần bà con nha. Và để đi sâu vào nội dung chính của chương trình hôm nay thì em có một câu hỏi mà em muốn hỏi dành đến cho bà con, không biết đó là bà con của mình đã bao giờ thắc mắc là con cá giống từ Trường Phát chúng em phải trải qua những công đoạn nào để đến được tay bà con không ạ? Bà con của mình đã bây giờ đặt ra câu hỏi đó chưa? Và em tin là có nhiều bà con cũng muốn biết, bởi vì bà con của mình chỉ biết các biết quy trình đó qua các cái livestream, như là để mà các cái livestream là kéo cá ở bên cơ sở 4, cơ sở sản xuất, hay là các cái livestream lên hàng ở dưới ao ương lên trên xe như thế nào, đúng không ạ? Thì hôm nay để mà giải đáp cho bà con của mình là tháo hiểu cái câu hỏi đó thì bên em và Tùng sẽ chia sẻ cho bà con đó là cái giống từ cái giống Trường Phát đến tay bà con để trải qua những công đoạn nào, và từ những công đoạn nhỏ nhất cho đến những công đoạn lớn nhất và đến tay bà con này ra sao luôn bà con nha. Thưa bà con, thì em xin lấy ví dụ đơn cử ngày hôm nay em xin giải đáp giải thích cặn kẽ cho bà con về cái quy trình mà bên em từ con cá giống đến tay bà con như thế nào, qua quá trình nào. Thì em xin lấy đơn cử ví dụ đó là con cá bớp. Cá bớp đó thì là loài cá phổ biến nhất hiện nay mà bà con của mình nuôi, thì cá biển ai cũng biết là con cá bớp này. Ngoài ra thì cá giống Trường Phát của chúng em còn có rất là nhiều loại cá khác nữa, như là cá mún trân châu, cá kiển, cá hồng mỹ, cá bè trắng, cá bè vàng, cá chim,
và nhiều loại cá khác nữa. Nhưng mà hôm nay thì em xin lấy ví dụ con cá bớp là một con cá rất là phổ biến với con nha. Em xin nói đôi chút về cơ cấu của cái giống Trường Phát trực thuộc TP Aqua Group. Đó là hiện tại bên em đang có 4 cơ sở quy mô trên 15 hectare, đó là gồm 1 cơ sở sản xuất và 3 cơ sở ươm nuôi. Cơ sở 1, 2, 3 chính là cơ sở ươm nuôi và cơ sở 4 là cơ sở sản xuất và con nha. Và bà con cũng nhìn qua các cái live stream trước đó của em hay của các bạn của cái giống Trường Phát thì bà con cũng đã biết được các cái cơ sở đó quy mô ra sao, rộng như thế nào, có các ao nào, có các loài cá nào rồi. Thì hôm nay thì em xin nói hơi sơ qua đó thôi. Thì bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào con cá bớp. Cá bớp được sản xuất ra tại cơ sở 4. Bà con hay thấy đó là các live stream kiểu cá bớp đúng không ạ? Đó chính là nó đã được cá bớp đó để mà kéo được như vậy thì sẽ để trải qua cái quá trình đó là sản xuất là từ ươm lên từ giai đoạn trứng từ giai đoạn trứng được ấp nở và chăm sóc đến khi đạt được kích cỡ 4-6 cm thì bên em thì sẽ được đội sản xuất tiến hành nhập về cơ sở 1, 2 và 3 là ba cơ sở ươm nuôi của chúng em nha, để các bạn dịch vụ viên sẽ chăm sóc, sẽ cho ăn và để lên đến size mà có thể xuất đi cho bà con của mình, thường là từ 10 cm trở lên. Và cái size cá bớp thường được mà bà con của mình ưa chuộng và dễ thả nhất đó là size cá từ 11-13 cm, đó là các size cá như là 11-12 cm, 12-13 cm, đó là các size bà con của mình hay thả nhất và bên em cũng hay xuất bán cái size đó nhất ạ. Và cá bớp khi đạt đến size bán ra là từ 11-13 cm đấy thì bà con của mình sẽ tiến hành gọi điện cho em, cho em hay là Thoa để mà đặt giống. Thì bất kể số lượng bao nhiêu hay bà con ở đâu thì sẽ được các bạn bán hàng, tức là em hay là Thoa tiếp nhận thông tin và sau đó sẽ được thông báo với đội dịch vụ tiến hành lọc cá. Khi mà em nhận đơn hàng của bà con, nhận cái sự đặt hàng của bà con, em thông báo xuống cho đội dịch vụ thì đội dịch vụ lúc đó sẽ tiến hành lọc cá lại một lần nữa. Nhưng bà con lưu ý là lọc cá lại một lần nữa là trước đó bên em đã lọc rất là nhiều lần để đảm bảo được cá đều size đúng kích cỡ, để khi mà bỏ cá vào chung một lồng thì sẽ không có hiện tượng là nó cắn nhau hay là nó sẽ bị chênh lệch size dù quá gì đấy, dẫn đến cái trường hợp phân đàn thì vậy cá nó sẽ không có gọi là khỏe cá. Dạ, thì tiến hành nên lọc thêm một lần nữa, đo đạc và sẽ đảm bảo cá đều size. Và căn cứ vào đơn hàng mà bà con của mình đặt thì các bạn dịch vụ còn sẽ có một đội đếm cá chuyên biệt, chuyên đếm cá, sẽ tiến hành đếm cá và sẽ đếm cá đã được chỉ định, đảm bảo đếm đúng số lượng cá và đếm thêm cả bao gồm đó là phần trăm hay gục đi đường mà con nhé. Và sau khi đã được phân loại đếm cá xong xuôi, cá bớp sẽ được cho nhịn ăn tối thiểu là 12 tiếng để đảm bảo cá trong quá trình vận chuyển xa xôi sẽ không nôn ra thức ăn. Và khi mà cá bớp không được nhịn ăn kỹ, cá nó sẽ nôn thức ăn trong quá trình vận chuyển xa xôi đó, sẽ gây đục nước, đã sẽ gây đục nước, đen nước thì dẫn đến cá bị ngột. Nên cá phải luôn được cho nhịn ăn kỹ rồi mới đến bước tiếp theo là quá trình lên hàng và vận chuyển đến cho bà con. Và quá trình lên hàng thì bà con của mình cũng khá là thân thuộc rồi. Em và mình Thoa hay các bạn hay live stream như bà con cùng xem nè. Thì quá trình lên hàng được diễn ra theo trình tự như sau. Là sau khi đã chọn được xe với số bồn nước, số bồn thích hợp, đảm bảo được khi cá lên xe sẽ ở mật độ thích hợp, tránh các trường hợp cá đi với mật độ dày quá, di chuyển đường xa, trường hợp xấu nhất xảy ra là cá bị ngột và sẽ chết hàng loạt, dẫn đến thất thoát cá, dẫn đến là chuyến đi không có suôn sẻ bà con nha. Và xe được chọn sẽ tiến hành đi lấy nước với nhiệt độ thích hợp và với nhiệt độ thích hợp đối với từng loại cá. Và có lưu ý là mỗi loại cá khi lên xe sẽ có một nhiệt độ nước nó thích hợp, chứ không phải là cá nào cũng như cá nào, không phải là cá nào cũng ưa nước lạnh hay là cá nào nước bình thường được, cho nên là phải có nhiệt độ thích hợp cho từng loại cá. Và cái đó thì các anh tài xế của chúng em đã được training rất là kỹ, đã được học rất là kỹ về vấn đề này, đảm bảo được cá đến tay bà con cá khỏe. Và đã lấy sau khi lấy được nước ở nhiệt độ thích hợp thì các anh tài xế của các giống Trường Phát với kinh nghiệm sẵn có trong thời gian dài vận chuyển sẽ tiến hành điều chỉnh oxy
cho từng bồn nước, đảm bảo cá đưa vào bồn đạt trạng thái khỏe mạnh và bơi linh hoạt. Cá khi lên bồn sẽ được kiểm tra rất là thường xuyên. Cá vừa mới lên là sẽ được các anh sẽ bóp khí kiểm tra, thì cá phải bơi là mạnh linh hoạt, bơi thành vòng tròn quanh khí, thì đó mới là cá khỏe bà con nha. Và đó cũng là điều kiện tiên quyết để bên em quyết định cái chuyến cá đó có đi được hay không. Dạ. Và khi lên hàng, các bạn dịch vụ viên ở dưới đó, dưới các ao ương, thì các bạn hãy sẽ tiến hành thu lồng lưới để dồn cá về một góc, sau đó lấy những cái vật mềm bà con nha, xúc từng ít cá một cho vào các xô có dung tích khoảng 20 đến 25 lít, rồi để lên xe trung chuyển. Xe trung chuyển ở đây là xe máy hoặc là những xe ba gác kéo, và đương nhiên cũng sẽ đảm bảo oxy cho cá khỏe mạnh, sau đó thì mới chở lên xe lớn đang chờ sẵn. Cá lên đến xe lớn sẽ được đổ qua các vật chuyên dụng của các anh tài xế, của các anh lái xe, để mà lọc cái nước cũ đi, và các anh tài xế sẽ cho cá vào trong bồn nước đã được sục khí oxy và nhiệt độ thích hợp đó, và cứ như vậy cho đến khi hết lòng cá đã được đếm sẵn. Và sau đó thì cá đã lên đến xe rồi, thì đã được phân rõ một bồn là số lượng bao nhiêu. Mỗi loại cá, mỗi kích cỡ cá khác nhau, thì nó sẽ có cái mật độ riêng để mà khi mà cá cho lên bồn, dung tích bồn thì không đổi nhưng mà mật độ cá sẽ đổi, số lượng cá trong mỗi bồn sẽ đổi khi mà loại cá khác bà con nha, cho nên là không phải loài nào cũng giống như loài nào, và trên mỗi bồn nó sẽ được dán nhãn có ghi tên và địa chỉ của từng vị khách để tránh nhầm lẫn trong quá trình xuống hàng, tránh vì trên một chuyến xe đôi khi chúng em sẽ đi nhiều vị khách hàng khác nhau, cho nên là nếu mà không có tên hay là không có nhãn mác của từng vị khách hàng chuyên biệt thì khi xuống hàng đôi khi sẽ bị nhầm lẫn. Và kết thúc quá trình lên hàng tại cây giống trước, tại trường phát, thì các anh tài xế sẽ vận chuyển cá đến địa điểm mà bà con của mình yêu cầu, và trong quá trình vận chuyển xa xôi đó, trong suốt một quãng đường đó, thì các anh sẽ luôn túc trực kiểm tra cá, kiểm tra oxy và đảm bảo cá trong quá trình di chuyển luôn khỏe đẹp như cá ở tại trại. Và khi đến nơi tại địa điểm mà bà con đã yêu cầu trước, thì bà con sẽ được các anh tài xế hướng dẫn, bà con sẽ lên trên xe của chúng em để coi cá, nếu mà bà con sẽ coi thật kỹ, xúc từng vợt lên, bóp khí lại, xúc từng vợt lên để xem được cá có khỏe đẹp hay không, có linh hoạt hay không, có màu sắc, có tươi sáng hay không. Rồi khi bà con thấy cá ok, đạt chuẩn của bà con, cá khỏe đẹp, thì bà con của mình đồng ý nhận hàng rồi, thì sẽ thanh toán với tài xế bằng các phương thức khác nhau, như là phương thức thanh toán bằng tiền mặt, bà con thể đưa tiền mặt hoàn toàn cho tài xế của bên em, hay là bà con có thể chuyển khoản qua tài khoản của công ty. Và khi bà con đồng ý cho cá xuống ghe của mình thì và thanh toán tiền xong xuôi, các anh lái xe sẽ hút nước trong bồn và xúc cá cho vào các xô tương tự như quá trình lên hàng tại trại, để cho bà con của mình đem cá xuống ghe của mình an toàn. Kết thúc quá trình xuống cá cho vào ghe của bà con thì các anh lái xe sẽ trực tiếp đi xuống dưới ghe của bà con để kiểm tra xem khí oxy của bà con là được chưa, nhiệt độ nước như vậy là thích hợp chưa, có thể châm thêm đá hay không, hay là bớt đá ra, và cá có ổn không, có bơi hơi linh hoạt không, có bị hiện tượng trong đầu khí hay là đại loại là như vậy không, rồi sau đó mới thông báo cho bà con là ổn thì bà con xuất phát. Như vậy đó là trên đây là toàn bộ quá trình mà từ một con cá giống, từ cá giống trường phát đến tận tay bà con ạ. Bà con đã nắm được chưa ạ? Đó là ví dụ đơn cử. Đây là cả bớt và các loài cá khác trong quá trình giống như vậy ạ. Và đó là toàn bộ nội dung chính của buổi hôm nay em và chị Huyền muốn chia sẻ đến với bà con trong buổi livestream tối hôm nay. Và bà con của mình vừa rồi đã vừa nghe xong, đó là quy trình qua các công đoạn để mà một con cá giống là đơn cử là loài cá bớp đến tay bà con như thế nào, trải qua các cái công đoạn nào, quãng đường ra sao và quy cách nó thực hiện như thế nào. Và bà con của mình nghe xong thì có thắc mắc gì hay có điều gì mà chưa tỏ tường thì hãy cứ để lại bình luận ở dưới phần bình luận của livestream này, thì em và Tùng sẽ giải đáp thắc mắc cho bà con nha. Thì bây giờ là 7:15 thì em sẽ để thời gian trống là khoảng 3 phút
thì bà con của mình hãy để lại bình luận. Còn nếu mà bà con có thắc mắc gì ở dưới livestream cái giống TV để mà em và Tùng sẽ giải đáp cho bà con nhé. 3 phút bà con nha, mời bà con ạ. Chỉ còn 2 phút rồi, cho nên bà con của mình đang có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía dưới cái livestream này để em và Tùng cùng giải đáp cho bà con nha. Bà con yên tâm thì bà con hãy cứ tiếp tục để lại câu hỏi, nếu bà con có thắc mắc thì sau livestream này, ngay cả khi sau khi livestream kết thúc thì ngày mai bên em vẫn sẽ có thể trả lời cho bà con ở bằng cách là bình luận lại, hay là bọn em sẽ trực tiếp quay video để nó trả lời cho bà con ạ. Và thời gian 3 phút đã trôi qua rồi và em cũng thấy là em đã nhận được cũng khá là nhiều comment của bà con mình. Và bây giờ thì Tùng hãy chọn một comment và hãy trả lời cho các anh chị, các cô chú anh chị cùng đang xem live stream ở đây được rõ hơn nha. Dạ, bây giờ anh xin trả lời câu hỏi của anh Kim nhé. Anh chào anh ạ. Câu hỏi của em là cả trên đài thì lá chim lên hang và mà có khi nào xuống tới giáo lại cả được không anh? Dạ, anh xin trả lời câu hỏi của em là thì như anh đã nói ở cái trong suốt quá trình vận chuyển cả em ta sẽ luôn túc trực thường xuyên kiểm tra thường xuyên để đảm bảo cả khỏe đẹp cho bà con để nên trông được tên gần như không có. Dạ. Tức là khi bà con ơi, cái trường trong quá trình mà bên em vận chuyển từ cái giống trường khác đến tận tay bà con, dù bà con ở đâu ấy,
thì các anh lái xe của bên em sẽ luôn túc trực để mà kiểm tra, trong quá trình đó sẽ kiểm tra oxy, kiểm tra mọi thứ. Cho nên là cái trường hợp mà cá xuống đến nơi và con cá yếu á, thì rất là hiếm khi xảy ra, gần như không có xảy ra đâu ạ. Dạ. Em cũng đã nhận được comment của chị Loan Phạm, đó là khi mà CEO xuống tới nơi mà mình xem cá không đẹp thì có được trả lại không? Dạ thưa chị Loan Phạm, nói riêng và thêm tất cả bà con đã đang và sẽ là khách hàng của Trường Phát nói chung, thì tất cả các khách hàng đều có quyền lợi như nhau, đó là khi xe của em xuống đến nơi, bà con sẽ được các anh lái xe hướng dẫn lên xe để xem cá. Cá không đẹp như đúng như bà con của mình nói thì bà con có thể xác nhận lại với em, thì bà con có thể, nếu mà đúng là cá không đẹp thì bên bà con có thể không nhận hàng. Nhưng bà con hãy yên tâm là trường hợp đó thì rất hiếm khi xảy ra, vì để mà đi xa như vậy thì bên em đã tốn rất là nhiều nhân công và chi phí, nên để tránh tối đa trường hợp sẽ giảm thiểu tối đa trường hợp gọi là cố tình giao cá xấu cho bà con mình để bà con mình phải trả hàng thì không có đâu ạ. Rất tốn rất nhiều tiền của và sức thì không có thể nào mà giao cá xấu xuống để mà bà con trả lại mà trở ngược về lại thì nó sẽ rất là mất công đấy ạ. Và em nhận được câu hỏi của chị Thu Hoa và của chị Ngọc Ngọc, hai câu hỏi của anh chị, hai câu hỏi của hai chị là tương tự nhau. Thì xin trả lời luôn là hiện tại chương trình khuyến mãi vẫn đang được diễn ra cho đến hết ngày 10 tháng 11 bà con nhé. Thì các cô chú anh chị nào mua cá giống là mua cá bè trắng ạ, chương trình mua cá bè trắng tặng vàng vẫn đang được diễn ra. Thì đó chính là khi mà bà con mua 10.000 cá bè trắng, bà con sẽ được tặng ngay 5 phân vàng. Bà con mua 20.000 cá bè trắng, bà con sẽ được tặng ngay 1 chỉ vàng ạ. Chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 10 tháng 11. Và bà con mua cá bè trắng tặng vàng thì bà con chỉ cần nhích thêm một xíu số lượng nữa, bà con mua đủ 10.000 bà con sẽ được tặng ngay 5 phân vàng. Bình thường bà con mua cá giá đó thì bà con không có được tặng vàng, nhưng mà tháng này đặc biệt là tháng rất là đặc biệt là có chương trình khuyến mãi, thì bà con mua số lượng cá đó cũng giá tiền đó nhưng mà bà con lại được tặng thêm 5 phân vàng. Đó là cái lọc để mà bà con của mình làm ăn cho nó thuận lợi đến thuận lợi đấy ạ. Và bà con thì yên tâm, bên em là chương trình khuyến mãi thật, nhận vàng thật, đã có rất là nhiều anh chị đã nhận được vàng ở bên em rồi. Cho nên là bà con của mình hãy nhanh tay liên hệ bắt cá bè trắng và sẽ được tặng vàng bà con nhé. Và ngoài ra thì bà con mua đất thì cả gì và số lượng bao nhiêu cũng được tặng một combo quà ý nghĩa. Và đây là một combo quà ý nghĩa ở bên nhà. Đây đây là gồm có 6 món. Cho cá đóng thức ăn, cá đóng chuột, bút viết. Đặc biệt là có một đôi găng tay để bà con trộn thức ăn vào dây buộc bao. Và cái quan trọng nhất là sổ nhật ký để bà con có thể theo dõi ghi chi tiêu lượng thức ăn mình mua và lượng thuốc mà mình mua nhà bà con. Và sau này là có cả quá trình chăm sóc cá để bà con có thể tham khảo ạ. Ngoài luôn cá bè trắng được tặng vàng ra thì bà con mua bất cứ loại cá nào, số lượng bao nhiêu thì bà con sẽ được tặng ngay một con bộ quà vô cùng ý nghĩa này đó ạ. Và em đã nhận được khá là nhiều comment của em. Cảm ơn tất cả các anh chị như là chị Loan Phạm, anh Viết Kiến, chị Ngọc Ngọc, anh Kim, anh Lợi Lê và tất cả các anh chị đang xem livestream cùng với em mà chưa để lại comment này. Anh chị giờ chưa có thắc mắc, nhưng mà tí nữa anh chị xem lại livestream sau có thắc mắc gì thì cứ comment ở phía dưới livestream này, thì em sẽ ngày mai bên em sẽ trả lời bằng tin nhắn, bằng cách trả lời lại bà con bằng tin nhắn, hay là em sẽ quay video để giải đáp trực tiếp bà con nhé. Và hy vọng sau buổi livestream này bà con của mình sẽ hiểu rõ hơn phần nào về việc cá giống để đến được tay bà con phải trải qua nhiều công đoạn như thế nào, và để bà con của mình biết được cách bên em vận chuyển cá ra sao bà con nhé. Và thời gian cũng đã dài rồi thì em xin kết thúc buổi livestream hôm nay tại đây. Chúc bà con của mình có một buổi tối vui vẻ ạ.